Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong video tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 8. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tổng hợp lại toàn bộ những từ vựng đáng chú ý trong Unit 8. Các bạn hãy mở sách giáo khoa trang số 70 phần Glossary của Unit số 8 giúp cô nhé. Chúng mình cùng nhau bắt đầu tìm hiểu các từ vựng này nào. Aborigines, 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 thổ dân châu Úc. Absolutely, 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 tuyệt đối, chắc chắn. Accent, 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 giọng điệu. Awesome, 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 tuyệt vời. Cattle station, cattle station, cattle station, trại gia súc. Bây giờ chúng mình cùng cô ôn tập lại 5 từ vựng đầu tiên. Aborigines, thổ dân châu Úc. Absolutely, tuyệt đối, chắc chắn. Accent, giọng điệu. Awesome, tuyệt vời. Cattle station, trại gia súc. Các bạn hãy dành ra 1 phút để ghi chép lại 5 từ vựng đầu tiên này giúp cô nhé. Thời gian ghi chép của các bạn đã hết rồi. Hãy cùng cô đến với 5 từ vựng tiếp theo. Ghost, 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 ma. Haunt, 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 ám ảnh, ma ám. Icon, 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 biểu tượng. Kangaroo, 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 chuột túi. Koala, 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 gấu túi. Bây giờ chúng mình cùng nhau ôn tập lại 5 từ vựng này nhé. Ghost, ma. Haunt, ám ảnh, ma ám. Icon, biểu tượng. Kangaroo, chuột túi. Koala, gấu túi. Bây giờ các bạn tiếp tục dành ra 1 phút và ghi chép lại 5 từ vựng này giúp cô nào.
Thời gian ghi chép của các bạn đã hết. Chúng ta cùng nhau tiếp tục với năm từ vựng tiếp theo. Cute, cute, cute. Váy caro của đàn ông Scotland. Legend, legend, legend. Huyền thoại. Lock, lock, lock. Hồ. Từ này là từ thay thế cho từ lake ở trong tiếng Scotland. Official, official, official. Chính thống, chính thức. Parade, parade, parade. Cuộc diễu hành. Chúng ta cùng ôn tập lại năm từ vựng này nhé. Cute, cute. Váy caro của đàn ông Scotland. Legend, huyền thoại. Lock, hồ. Official, chính thức, chính thống. Parade, cuộc diễu hành. Cùng cô ghi chép lại năm từ vựng này nào. 1 phút của các bạn bắt đầu. Thời gian ghi chép đã hết rồi, hãy cùng cô đến với năm từ vựng cuối cùng nhé. Puzzle, puzzle, puzzle. Trò chơi đố. Schedule, schedule, schedule. Lịch trình, thời gian biểu. Scots, Scottish, Scots, Scottish. Người Scotland. State, state, state. Bang. Unique, unique, unique. Độc đáo, riêng biệt. Chúng ta cùng ôn tập lại năm từ vựng cuối cùng. Puzzle, trò chơi đố. Schedule, lịch trình, thời gian biểu. Scots, Scottish, người Scotland. State, bang. Unique, độc đáo, riêng biệt. Các bạn vẫn dành cho cô 1 phút để ghi chép lại năm từ vựng cuối cùng này nhé.
Thời gian ghi chép của các bạn đã hết. Và vừa rồi mình đã đi tìm hiểu toàn bộ những từ vựng đáng chú ý trong Unit số 8. Cô hy vọng là thông qua video ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm một cơ hội nữa để chúng ta ôn tập lại những từ vựng đã học. Đối với những từ vựng các bạn chưa nắm chắc được phát âm hay là nghĩa thì các bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho nó nhé. Video của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.